Chào các bạn nhé, mời các bạn đến với cơm nhà Đăng ITV này. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn món là thổi sôi bằng nồi cơm điện, sôi đỗ cũng ăn với nị thịt rang cháy cạnh. Đây đây là mình ngâm gạo đỗ này, cái này thổi nồi cơm điện thì mình chỉ cần ngâm trong vòng nửa tiếng thôi nha. Đây, đây mình cũng chế thêm một tí nạc rang nữa vào để cho nó thơm với nồi sôi của mình thôi, còn chủ yếu là sôi với đỗ. Mời các bạn xem này. Đây mình làm này. Đây là gạo này, với đỗ này. Đây là mua một ít thịt ba chỉ này rang cháy cạnh, ăn cùng với xôi. Tiện hôm nay ngày rằm mình cũng chỉ làm nồi xôi thổi thổi bằng nồi cơm điện chứ không cần phải thổi chõ. Đấy, mời các bạn. Đấy, thì ta trộn đều lên này, thì ta cho thêm một ít lạc rang, ta đập nhỏ nhỏ ra, qua ta cho vào. Hay rất là ngon nha, mình đã thử làm nhiều lần rồi không? Nay mình mới quay lên cho mọi người cùng xem. Đấy, chưa vào nồi cơm điện để nấu. Rất khô và rất tơi luôn. Hôm nay nhân tiện ngày rằm thì mình thử làm một nồi xôi đỗ nấu bằng nồi cơm điện ăn cùng với thịt ba chỉ rang cháy cạnh. Thế các bạn nhớ là phải làm gì làm phải rắc thêm mấy hạt muối nha, thì để cho nó đỡ ngái. Đấy, theo các cụ ngày xưa là cứ phải rắc thêm mấy hạt muối vào cho nồi xôi đỗ của mình là nó không bị ngái, ăn rất là ngon nha. Đây là thịt này, thì mình cũng thái miếng vừa vừa nha, đấy mỏng mỏng rồi. Xong bắt đầu mình rang cháy cạnh. Đấy, đấy. Cái phương pháp mình làm, nhiều khi mình đảo lên cho nó cháy cạnh thì cho thêm tí hành này cho nó thơm này. Đấy. Hành này là hành củ nha, đấy, còn đây là một còn lại một ít thì mình sẽ đun vào gần chín thì mình cho vào. Đấy. Bắt đầu đang chế biến món xôi đỗ cùng mấy thịt ba chỉ rang cháy cạnh. Đấy thì trong thời gian mình đang đảo thịt thì mình pha nước để đun nha, thì cũng chỉ có nước mắm với mì chính. Một ít đường mình đun vàng vàng lên, xong là mình pha vào đấy, đấy cả nước mắm nước đường pha mình pha để thấy cái màu thêm màu thịt vào cho nó vàng đẹp. Mình đảo cháy cạnh thì nó cũng chưa được vàng ngon lắm, phải cho thêm tí nước màu vào thì nó sẽ ngon hơn, đẹp hơn, chuẩn hơn. Đấy. Đấy, mình đã làm xong món xôi đỗ này, nấu nồi cơm điện rất tơi dẻo ngon nha, và thịt rang cháy cạnh này. Đấy, bạn nhìn thấy xem thịt rất nhìn rất ngon đẹp, và đây xôi, đây xôi nó tơi như này này, mời các bạn cùng thưởng thức với cơm nhà Đặng ITV nha. Đấy, các bạn nhìn thấy rất tơi nha, khô ngon lắm đấy, như là thổi chõ luôn này, rất tuyệt vời.
Cái này thì mình nấu là mình chỉ cho nước nó tỷ lệ nó vừa vừa, sắp sắp gạo mình đổ thôi, vì nó có mình nhiều đỗ thì cho ít nước vì nó có đỗ. Rồi mời các bạn cùng thưởng thức món xôi đỗ ăn thịt rang cháy cạnh. Một đĩa xôi và một đĩa thịt rang cháy cạnh rất ngon. Cái này ăn rất tuyệt vời luôn. Hôm nay đang rét rét này thì ăn mấy món xôi với thịt rang này thì quá tuyệt vời. Đây. Nó có dẻo của xôi và nó vừa có của đỗ nó bở bở và có lạc lại thêm bùi bùi. Ăn mới cùng với thịt thì quá là ngon rồi, tuyệt vời quá. Cảm ơn các bạn nhé. Hôm nay mình xin tạm dừng đây. Chúc các bạn một buổi tối rằm vui vẻ. Bạn thấy đạt tiêu chuẩn thì xin đăng ký kênh ủng hộ Cơm Nhà Đàng Anh TV nha. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn video sau nha.